Rồi Vũ, mến chào các bạn nha. Bây giờ mình với anh Năm sẽ báo giá một mấy cái dòng Zeta 21 2190 trở xuống nha. Vậy thì Zeta 21 90 mình đặt luôn đi ha anh Năm. Dạ, gặp chuyện nào bảo nhà chuyện đó. À, ok chưa? Này bị nghịch sáng rồi. Dạ. Đây trong cái năm 2023 này thì tất cả các cái hàng máy cây bên công ty Goldmark đang được cái hỗ trợ giá rất là tốt. Đây, trước mặt anh chị cô chú là chiếc Zeta 21 90, chiếc này 90 mã lực. Dạ. À, dòng này thì anh chị cô chú cứ việc lên YouTube gõ vô cái là nó ra liền. Nên là cần tham khảo chi tiết hay như nào thì cứ lên trên đó mà kiếm. Tức là gõ Zeta 21 90 là lên cho đó là rất là nhiều luôn. Dạ, năm mấy cây nó cũng ra. Còn ở vô kênh có năm mấy cài coi ha. Dạ. Vỏ trước của nó là 12.4 24. Dạ. Vỏ sau nó là 18.4 30 ha. Dạ. Thì dạ, chiếc dạ này là 4 máy ha anh Năm, 4 máy turbo phải không? Dạ, 4 máy turbo. 4 máy turbo. Dạ. Chiếc này giá hiện tại của nó là 589 triệu. 589 triệu. Dạ, 589 triệu. Thời dạ điểm này thì anh chị cô chú mua sẽ được hỗ trợ 10 triệu. Dạ, hỗ trợ 579 triệu. 579 triệu. 579. À, có cái khung phụ tung kèm theo. Dạ. Gồm 10 cái lọc thì có 3 cái lọc động cơ, 6 cái lọc nhiên liệu. Dạ. 1 cái lọc thủy lực, tạo lọc hộp số. Dạ. Một con đồi. Dạ. 40 tấn. Dạ. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua chiếc 2160. Dạ, chiếc 2160. Chiếc này là 60 mã lực. Chiếc này là cũng 4 máy luôn hả Năm? 4 máy. Nó có không có turbo không? Dạ, không có turbo. À, chỉ có không có turbo. 90 mới có turbo, còn dạ, 2160 với 2175 là không có. Dạ. Những cái thương hiệu máy cây bên em, máy Zeta bên em nó sẽ là dùng cái vỏ BKT. Thương hiệu vỏ nổi tiếng của Ấn Độ. Vỏ BKT. Vỏ BKT. Dạ dạ dạ. Sắp tới thì bên công ty Goldmark sẽ nhập về hai cái con vỏ máy cây vỏ BKT. Cái BKT bên Goldmark phân phối độc quyền cái thương hiệu vỏ BKT tại Việt Nam. À, nên anh chị cô chủ nào hoặc cái đại lý nào mà đang phân phối vỏ muốn hợp tác với công ty Goldmark thì cứ liên hệ với năm máy cây. Dạ. Dạ. Phân phối độc quyền luôn ha. Dạ, phân phối độc quyền vỏ BKT tại Việt Nam. BKT. Dạ. Rồi chiếc này thì ở trước quẩy được 6 tạ. 6 tạ. 6 tạ. Dạ. Hiện nay giá hiện tại của nó là 429 triệu anh Vũ. 429 triệu. Dạ, 429 triệu. Dạ. Mình cũng thể được tặng kèm thùng phụ tung với là con đồi. À, giá khoảng tầm đồ 10 triệu quà tặng. Dạ. Dạ đó. Quà tặng khoảng 10 triệu. Dạ. Rồi hiện nay cũng 60. 60. Rồi giờ đi dọc lên đây luôn, gặp con nào quất con đó. Em nào quốc em đó hả? À, đây 2160 luôn. Chiếc này 160 mã lên. Dạ. À, chiếc này là Branson. Chiếc này của Hàn Quốc. 6225R. À, chiếc này là 60 mã lực. Dạ. Thằng này lại là phân khúc máy nhỏ. Thằng này phân khúc máy nhỏ, sạc nhẹ. Anh này cũng anh này làm đồ nước. Dạ. Đó. Chiếc này máy mới. Hiện tại giá của nó là 405 triệu. 405 triệu. Dạ, 405 triệu. Dạ. Anh chị cô chủ nào mua thì sẽ được hỗ trợ, như chiếc này sẽ được hỗ trợ 20 triệu. 20 triệu ha. Dạ, 20 triệu. Dạ. Còn 385. 385. Dạ, 60 mã lực, có trang bị turbo. Dạ. Dạ. Turbo nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ. Thì cái theo mình nhìn cái chiếc này các bạn nhìn thấy cái xác của nó ha, 60 mã lực mà nó sẽ nhỏ và nó thấp hơn cái chiếc 2160 đây nhiều luôn nè. Nhìn cái bánh nè. Cùng 60 mã lực hả? Cùng 60 mã lực đó. Dạ. À, sao cũng thấp hơn à, mui về thấp hơn, nhỏ hơn nhiều. Mình nó là tùy theo phân khúc để mà mình phân loại nó. Dạ. Còn có một số em thấy có một số anh chị cô chú cứ nói là ở mua 60 mã lực mà không nói rõ mình mua để làm cái việc gì á. Dạ. Rất là khó tư vấn. Thì cái chiếc này thì nó 60 mã lực, nó nhỏ, nó xác nó nhỏ thì nó sẽ thích hợp cho những cái dùng mà làm ruộng á. Dạ, làm ruộng xuống ruộng đồ, nó
nó chạy nó sẽ nhẹ bị lây luôn hết. Thế còn cái chiếc này mà xuống ruộng thì ở ruộng Tây Ninh thôi nha, chứ ruộng miền Tây thì chưa không biết sao hả. Ruộng miền Tây thì phải coi lại. Tháng nay còn 50 mà lực nhé. 50 mà lực nhỏ hơn con này nhưng mà sạc nó lớn hơn đấy. Đúng rồi. 50 mã lực mà xác nó lớn hơn thằng 60 mã lực của thằng Barisan này luôn. Và chiếc này giờ giá còn nhiêu anh Năm? Chiếc 2150 nè. Chiếc 2150 này giá hiện tại là 379 triệu. 379 triệu. Được hỗ trợ 10 triệu. Dạ. Còn 369. Dạ, hỗ trợ lên giống như mấy chiếc kia nãy ha. Dạ. Hỗ trợ giống mấy chiếc kia. Dạ. Là 379 triệu. Chiếc này cũng được tăng qua tặng kèm theo là phụ tùng với là con đội. Dạ, phụ tùng con đội. Chiếc này 60 mã lực. Rồi còn 2160 không à? Ờ, đây còn chiếc 60 mã lực còn 5 mũi nha. Ồ, này có 5 mũi đã. Dạ. Tăng cái vụ chiếc này nhé. À, về Tây Ninh để dành điều ủi đất ha. À. Ủi đất vô nền nhà đâu. Ủi đất vô nền nhà đâu được à. Ồ, vậy này nó gắn dài tới sao luôn hả anh? Dạ đúng rồi. Cái là ủi này là nó gắn dài ra từ sau nó chiều vào cái cầu sau luôn nên nó rất là cân đối cái xe rất là đây à, để mình quay rất cho mạnh và quay rất cho cân. Quay cho các bạn xem nha. Dạ. Tại vì đó giờ trên Tây Ninh thì đa số hình như là gắn phía trước không à? Đúng rồi, gắn nó đến khúc này là hết này. À. Dạ, đến khúc này là hết. Còn đây. Cái đời này thì nó ra từ sau luôn. Đó, chịu tới sau luôn. Dạ. Cái này cái này là mình đóng gia công ở đây ha anh Năm. Dạ đúng rồi anh Vũ, cái này là của Việt Nam, xưởng Việt Nam sản xuất. Nhà vận sản xuất cái này nó mình tiêu chuẩn để xuất khẩu hết á. À. Dạ. Này có hai bít mấy ha? Hai. Dạ, khoảng tầm độ 2.2. 2.2 ha. Dạ, khoảng tầm đó. Họ sẽ dựa vào cái bánh trước. Dạ. Dựa vào cái bánh trước thì họ đưa ra cái này. Dạ. Thường thì cứ cách bánh cửa khoảng tầm 10 phân, mỗi bên 10 phân. Dạ. Yeah. Ừ, gắn cái làm ủi vô nhìn thấy xịn sò lên liền ha, thấy ngầu lên liền. Chứ mình phải làm cái cản trước nè, đừng cho cái ti phục nó chịu lên ha. Dạ. Yeah. Bơm thi lực nó chịu lên. Bây giờ nếu mà mình không có xài cái này, mình làm cái cản này không cũng đủ ngầu rồi nè. Cái cản này không đủ ngầu rồi. Nó hầm hố phải. Dạ, nó hầm hố. 60 mã lực gắn vô thì ngầu ghê không? Dạ. Yeah. Việc này nếu mà mình mà có mua lá mùi thì nó có cái giá kèm theo lá mùi. Dạ. Dạ. Lá mùi. Để coi cái chiếc này nãy không là anh Năm báo giá nhiều quên rồi ta. Chiếc 2160 nè. 429 triệu được hỗ trợ 10 triệu. Còn 419. À 419 triệu. Dạ. Rồi bây giờ anh Năm mình tính luôn cái lá mùi nè. Cái lá mùi hả? Ừ. Cái lá mùi. Lám ủi, anh cứ cho trong lấy tí cho nó mát đấy. À. Cái lám ủi để em kiểm tra cái lám ủi. Nếu mua kem lám ủi. Giờ cái này để coi, mình tháo gậy ra ngoài ra. À đây cái sọ chốt xuống tới dưới ha. Đây nè. Rút cái chốt này cho chốt bên kia ra, lấy cái làm ra. Rất đơn giản ha. Này 160 để anh Năm anh trà cái giá cái làm ủi nha. Trà cái giá cái làm ủi. Đâu nay giá 40 triệu nha anh chị cô chú. À 40 triệu hả? Dạ 40 triệu. Dạ. 40 triệu chiếc xe nãy là 419 hả? 419. Dạ. Cho 420 đi, 420 cái này 40 nữa là thành 406. Dạ. Ừ, 400. Nếu mà mình mua kèm theo máy luôn á. Kèm theo máy luôn thì sẽ được hỗ trợ cái tiền vận chuyển. Giống dạ. Kiểu là thay vì giờ mình mà mua mỗi gian này không thì sẽ mất tiền vận chuyển. Dạ. Như chiếc này là 40 triệu là giá tại công ty á, chứ dạ. Là vận chuyển nó ai luôn. Dạ. Dạ. Đó chưa tính tiền vận chuyển nha. Dạ. Ha 40 triệu mà nhìn thấy xịn sò ha. Ừ. Nhìn cái vàng đó các bạn nhìn đó.
câu vô đây rất là chắc, nó trắng đó ha. Đó, nhìn ha. Dài ra tới sau luôn nha. Câu nó chịu vô dài tới sau luôn ha. Chứ không phải chịu khúc giữa không. Rồi như vậy là mình hết hả năm? Dạ. À còn 2160 không à? 2160 không. Anh có báo giá 2 chiếc 80 này không? À. Hiện tại mày nó bên em nó cộm cái lố mày đã quá sử dụng á anh hùng. À. Dạ mày nó chạy chi tiền được đấy, mày đã quá sử dụng. Tức là máy chạy trình diễn ha các bạn, máy chạy trình diễn là máy đã quá sử dụng. Gọi là như chiếc này hiện tại khoảng tầm độ 500 giờ. À 500 giờ. Dạ. Dạ chiếc này giờ cũng đang còn bán chào bán giá khởi điểm là 450 triệu. 450 triệu. Dạ chiếc này 75 mã lực nhé. Dạ, 75 mã lực. Chiếc này là nhập nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc. À vậy tôi cả thứ đầy đủ cho mình luôn. Dạ bởi vì trước đây bên em nhập về là nhập phải mới 100%. Dạ nhập về xong rồi bắt đầu chạy trình diễn làm hội thảo á. Dạ đó nên là giờ thời điểm này thì không làm trình diễn nữa bởi vì cái thương hiệu Giật Tơ thì cùng ba con ở khu vực Việt Nam thì họ cũng đã một số gần như là họ cũng đã biết rồi á. Dạ nên là cái chương trình hội thảo sẽ không làm nữa. Dạ nên là sẽ bán cái giá hiện tại con này đang bán giá là 450 triệu. Dạ 450 triệu. Anh chị cô chú sẽ được tặng kèm phụ tùng bảo dưỡng trị giá khoảng tầm 12 triệu nữa. Dạ bao gồm những cái lọc cho anh chị cô chú. Dạ bảo dưỡng khoảng tầm cho đến 1000 chưa. Dạ rồi chiếc 80 này luôn à anh Nam. Dạ chiếc 80 mã lực này, chiếc này cũng nhập nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc. Chiếc này giờ giá hiện tại là 500 triệu. Dạ. Nó là cũng bốn máy turbo luôn hả Nam? Dạ, bốn máy turbo luôn. Bốn máy turbo. Chiếc này cũng turbo. Dạ, bốn máy turbo hai cầu rồi hết luôn ha. Dạ, hai cầu. Dạ. Em giữ lên cho anh quay sơ. Nó cũng giống con 120 mã lực gì ở đó đó. Dạ. Đánh tại cái đâu nó con trong. Nó có y nhau. Dạ. Cái mẫu nó y cũng y vậy. Dạ. À nó cũng có hệ thống này luôn ha, hệ thống lọc ấy nè. À, intercooler. Ừ. Dạ, công nghệ. Dạ. Châu Âu là gần như chiếc này cũng có. Dạ. Thì công nghệ lọc hồi nãy mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Nó lấy gió từ cái ông xả ra. Dạ, leo gió từ trong máy ra chứ. Dạ. Từ trong máy ra. Máy ra lọc qua đó xong nó đưa ngược trở lại. Cái này là nạp vào này. Cái này đường này là đường vào. Vào hả? Đường này là đường vào động cơ. À tức là đường ra bên đường ra bên cái này. Thằng đó là đi vào buồng đốt đó. À. Dạ. Còn bên này là đường vào này, hút vào này. Thì còn nó lấy từ cái nha. Đầu tiên là cái nó lấy từ cái turbo ra. Dạ, cái turbo khi máy nó hoạt động á thì cái cánh quạt này nó sẽ hút này, nó quay nó sẽ hút gió, nó hút gió từ bên ngoài vào. Lấy gió từ boe vào. Từ boe vào quá thằng này. À. Thằng này rồi bắt đầu thổi đi vào thằng này. À. Thằng này rồi bắt đầu đi vòng vào buồng đốt luôn. Tức là nó hút từ boe vô turbo xong nó thổi đưa ra cái thằng này. Dạ dạ. Xong bắt đầu đi lọc vô. Qua cái lọc xong bắt đầu đi vô máy. Quy trình hành là như vậy đó. Dạ. Vậy nãy năm nói chiếc này là như 500 không? Dạ. À 500. Hiện nay cùng tâm hoạt động khoảng tầm độ hơn 500 giờ. À hơn 500 giờ. Dạ, hơn 500 giờ. Dạ. Máy có giấy tờ đầy đủ hết nhá. Dạ dạ. Và đến chứng từ mọi thứ đầy đủ cho anh chị cô chủ. Ra biển số. Dạ dạ. Anh quay có thể quay việc không biết cho mọi người xem luôn. Đây là đùi thẳng ha, đùi vuông đùi thẳng. Đó, cái này là nó chưa có cái bộ phận kéo mọt. Khi mà anh chị cô chủ mua cái máy này thì bên em sẽ lắp vô không? Tặng cho mình một bộ kéo mọt của cái máy này. À đây, bộ này, nguyên cả dàn này. À bộ kéo mọt. Cả dàn này bị qua. Đây nè. Dạ. À, y vậy ha. Dạ đúng rồi. À. Bộ này cũng giờ giá của nó cũng khoảng tầm đánh quanh gần chục triệu. Dạ. Dạ. Cũng khoảng độ tầm 7-8 triệu chứ đó. Thì là còn chiếc này nữa nè, chiếc chiếc này cũng sử dụng rồi. Cũng qua sử dụng rồi dạ, nè. Cũng qua sử dụng rồi, máy tiên diện. Dạ. Dạ, chiếc này hiện tại nó là 182 giờ. 182 giờ. Dạ, chiếc này 55 mã lực. Dạ.
55 mã lực. Chiếc này vỏ trước nó được 9.516 ha. Dạ dạ. 9.516. 16.930. 13.626, 13.626. Chiếc này thì nó cũng khoảng tầm hơn 1 tấn ha. 1 tấn 742 kg. À 1 tấn 742 kg. Dạ. Thì nó thích hợp cho cái những dùng ruộng nước ha, ruộng dạ. nước ha các bạn. Hiện nay giờ cùng bạn đấu giá luôn. Nhiêu anh năm? Hiện nay hả? Ừ. Bán cho anh Vũ thì giá khác, mà bán cho anh chị cũng chịu giá khác. Bán anh Vũ nó phải đắt. Về mua về chạy qua YouTube không mà đắt đắt sao tiền đâu mua. Hiện nay hiện tại giá công ty đang bán là 280 triệu. 280 triệu. Dạ. À, 280 triệu nha các bạn. Dạ. Sao cái kiến đem cho gắn đây à? Đâu nó quay về bên này chứ. Nó quay về bên này nè. À nó như này nè rồi nè. Phải kéo lên nha. Đâu xoay cái màn lên nè. Đó. Ôi. À, à nó nằm thấp, nó nằm thấp vậy hả? À nó nằm thấp ở dưới chứ không phải nằm trên. Dạ. Đó. Rồi. Ngồi trên nó nhìn hả? Rồi nãy giờ 280 triệu. Dạ. Thì giá cũng băng giảm mạnh vậy đi thôi. Dạ, chiếc này thì 4 máy luôn nha các bạn. 4 dạ, máy nha. 4 máy. Có turbo. À có turbo luôn hả? Dạ, đây. Có turbo nè. À có turbo luôn nha các bạn. Dạ. Ừ. Thấy giữ turbo thôi chứ khỏi dở ra. 280 triệu. Dạ. Rồi nãy giờ mình với anh Năm thì cũng đi một vòng rồi nha các bạn. Ừ. Đó, thì cái số điện thoại của Năm để trên tựa đề nha. Anh em nào có nhu cầu tham khảo thêm cái gì đó thì cứ alo cho anh Năm ha. Dạ. Hoặc ông ấy tìm hiểu gì đó vô kênh của anh Năm mấy cài. À, vô kênh có Năm mấy cài. Dạ. Anh Năm sẽ đăng rất là nhiều trên đó ha. Anh em vô tham khảo xem ha. Dạ, ok anh dạ. chị cô chú nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú. À, dạ. Anh chị cô chú nhớ theo dõi tiếp video sau nha. Video sau Năm sẽ dẫn anh Vũ lên lâu 3. Trên đó còn có nhiều máy nữa. Dạ. Cũng có chính sách rất là tốt. Dạ. Mời anh chị cô chú cũng theo dõi nhé. Dạ. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú nha.